So hard to bear, you give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Chưa yêu ai khác bằng yêu anh. Chưa từng đem lòng nhớ một người. Trong vòng tay nóng ấm chàng ôm em. Lạ lùng là em chợt nghe cơn gió tràn về. You give me fever. Với nụ hôn đầy fever khi chàng ôm vào lòng. Fever. Suốt từng đêm dài fever em vẫn yêu từng ngày. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever.
Started long ago. They give you fever when you kiss them. Fever if you live and learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. 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 Đã quá. Vân Sơn xin được phép gửi lời chào thương yêu và trân trọng nhất đến với khán giả của miền Trung Tây Hoa Kỳ cũng như khán giả khắp nơi trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị vừa thưởng thức tiết mục Carmen và Fever, một liên khúc do Cát Tiên và Linda Châu cùng với vũ đoàn của Vân Sơn trình diễn. Như một lời chào đón quý vị đến với chương trình Vân Sơn Live Show in Chicagoland với chủ đề là Những Ngày Nắng Đẹp. Yeah. Một lần nữa Vân Sơn mời quý vị một tràng pháo tay thật đặc biệt để tiễn bước Cát Tiên, Linda Châu và vũ đoàn Vân Sơn. Thưa quý vị, hôm nay Vân Sơn rất là hân hạnh được đứng đây để làm người điều khiển chương trình, dẫn dắt quý vị suốt chương trình ngày hôm nay. Và hân hạnh hơn nữa là người đứng kế bên Vân Sơn sẽ là một nữ MC rất xinh đẹp, là một nữ diễn viên điện ảnh. Cô có một gương mặt khả ái, có một giọng nói ngọt ngào, có một thân hình cân đối. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay để đón chào nữ MC Jennifer Phạm. Trời, em hồi hộp quá, em không có ngờ là lần đầu tiên em được làm MC mà quý vị lại ủng hộ em như vậy. Trời ơi, quý vị có thể vỗ cho em mấy tràng pháo tay để em làm MC được không? Em cảm ơn. Em cảm ơn. Ai đây? Làm gì vậy? Jennifer. Con em nó Jennifer, còn em Jennifer. Anh thấy nhìn em mà nấu được nguyên một nồi súp hả? Em đi đâu đây? Làm MC. Anh giới thiệu Jennifer Phạm mà. Trời đất ơi, anh giới thiệu kệ anh chứ, còn em muốn ra kệ em chứ. Trời đất ơi, ở xứ Mỹ mà tự do đúng không quý vị, đúng không? Em ra mà quý vị đâu có đuổi em vô đâu, phải không? Kệ em chứ, em đâu có lấy tiền anh đâu lo. Lúc này băng ế em có lấy đồng bạc các xu nữa đó. Ra làm MC giống như là cô dâu sắp đi động phòng vậy. Trời ơi, ông nhìn tôi mà ông còn có nước, ông còn động phòng nổi là mừng chứ, mấy người kia nó gặp tôi nó đòi động đất không á. Vô đi để cái gì anh lẳng nhách anh vô duyên em, quá à. Vô để anh giới thiệu cho anh Vương Phạm ra mà em sao anh ơi, ơi anh nữa, vừa phải thôi chút xíu nữa tới chút phần xíu cái gì thôi anh làm gì vậy bá? Quý vị thấy rõ ràng không, ở đất Mỹ mà ta lady first còn đuổi em như đuổi chó hay chịu nổi không? Trời đất ơi, anh vừa phải tôi nói cho anh nghe, ở đây tự do anh ai muốn làm cũng được, tôi ra khán giả vỗ tay không đuổi tôi vô mắc mớ gì, anh đuổi tôi vô anh làm gì mà anh tăng bốc Jennifer Phạm phải không quý vị? Cho em chạm vào tay thiệt lớn nữa đi, để cho anh này anh biết rằng là quý vị rất là thương em. Em cảm ơn quý vị nhiều lắm quý vị ơi. Thay mặt gia đình em cảm ơn toàn thể quý vị.
Đó, thấy không? Đừng có miệng nói gì không, anh thấy không? Đó, thấy không? Tại vì sao? Em có khả năng, em có tố chất làm MC. Anh cho em làm đi. Em biết tới 8-9 tiếng lần. Với lại ngày xưa cái nguồn gốc của em là ba má em bán cá ở ngoài chợ á. Em nói thiệt, em cái miệng em nó lanh tới gốm lắm. Anh biết em lanh lắm rồi, nhưng mà cái vụ MC em làm không có được. Để Jennifer Phạm làm. Quý vị thấy không? Anh em Sơn, lo làm cái gì là... Bây giờ ảnh chỉ biết cái giò dài. Vô lo tập kịch đi. Cái giò dài đồ này nọ kia thôi à. Chứ anh không có biết gì nữa hết trơn. Nhưng mà xin lỗi anh, báo cho anh một cái tin mừng. Jennifer Phạm không có cửa ra đây đâu. Sao vậy? Cái áo của nó Kha Vinh Hiệp Mai tôi cắt thành 8 mảnh rồi. Áo đâu mà mặc đi ra. Tôi hại nó đó, trực tiếp hại nó đi dành cho chức MC đó. Nè, báo cho anh biết, một lát nữa vô năn nỉ tôi không dễ đâu nha. Nói cho anh biết, anh là người đàn ông có mắt mà không có chồng nha. Không có nhìn ra được một người phụ nữ đầy đủ can đảm như vậy. Thì Dân Sơn ơi, tôi chúng mình chia tay từ đây anh nha. Coi như không tình không nghĩa, tạm biệt anh. Mời qua đây. Tôi tưởng vợ tôi nói nhiều chứ. Ai ngờ mẹ này nói nhiều gấp đôi vợ tôi nữa. Tội nghiệp Lê Quỳnh quá. Xin lỗi quý vị. Trục trặc kỹ thuật thôi. Tại Kiều Oanh muốn làm MC quá, thành ra ra đây phá chút xíu vậy thôi. Chứ có Jennifer Phạm thiệt. Một lần nữa mời quý vị một tràng pháo tay để đón chào nữ MC Jennifer Phạm. Ra làm gì vậy? Anh giới thiệu tôi ra chứ. Ủa anh tên gì? Jenny Dealer. Cái tên gì giống cái chỗ bán xe hơi vậy? Tôi giới thiệu Jennifer Phạm ông nội. Vậy lộn rồi. Lộn vô đi ra làm gì vậy? Nó chờ cho anh giới thiệu Jennifer không bao giờ ra đâu. Ủa sao vậy? Tôi giới thiệu mới ra. Ủa tại sao anh giới thiệu mới ra? Tôi với Phơ có cái liên hệ đặc biệt. Liên hệ gì? Nói nhỏ được cho nghe mạnh nhạc nghe. Tôi là bạn trai của Jennifer. Gì vậy cha? Ôi. Nói gì? Trời ơi, bộ Jennifer nó đuôi hay sao mà lựa bạn trai gì xấu quắc vậy trời? Mặc đồ thấy ghê hả? Trời, ăn mặc gì mới hot boy đó. Hot ông nội chứ, không vô đi, đừng có phá nữa mà. Trời ơi, nó phá đủ rồi. Áo hiệu. Thôi, vô mới, đi. Mới mai tháng rồi, tại tôi mau lớn đó. Thôi được rồi. Nó cười vậy? Mắt như khùng vậy. Nó nghe hả? Gì? Nó chơi thôi, ra đây giúp anh nè. Giúp gì? Anh thì làm giám đốc rồi, anh công việc tùm lum hết á. Anh lo chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Bây giờ còn làm MC nữa. Giết cái đầu bị thần kinh luôn á. Giết cái mặt anh như khùng vậy đó, biết không? Tôi thế anh cho, làm MC cho. Tôi hy sinh, thật là tôi khùng. Tôi biết anh thương tôi à. Tôi biết anh thương tôi lắm, thành ra tôi không nỡ nào tôi để anh làm MC với lại Jennifer Phạm hết trơn á. Sao vậy? Tại vì anh xấu quá. Bình thường là nó xấu rồi mà anh thấy không? Trên Jennifer Phạm nó cao lớn, nó đẹp, giống như tiên vậy đó. Mà anh thử nghĩ coi đó, anh mà đứng kế bên Jennifer Phạm á, không? Jennifer Phạm như tiên vậy, còn anh nó như quỷ vậy. Anh nói xứng. Tôi không xứng đáng làm MC à. Vậy cho ai xứng đáng? Ai tôi. Xứng đáng? Tôi. Đâu ra nguyên bày vậy? Trời, tôi thấy hai anh kỳ quá. Tôi đang ở trong make up á, nghe tiếng hai anh bức xúc gì bây giờ không biết ai sẽ làm MC chứ là Jennifer. Rồi tôi thấy hai anh người nào cũng có lý đó. Anh Dân Sơn á thì anh là vừa làm giám đốc trung tâm nè, không lát anh còn đóng kịch ca hát múa nữa, rồi anh còn nhiều chuyện phải lo. Đúng rồi. Rồi còn anh Bảo Trung đó, sao? Tôi công nhận ha, trên sân khấu á anh duyên dáng. Tướng tá cũng đẹp trai à. Có cái bụng hơi bự à. Anh đi gì giống con cóc vậy. Cái bầu á. Để ra. Đi em hết bụng vô. Để tập tạ cái bụng bự được. Không sao. Cái bụng cũng được nữa. Nhưng mà có cái áo quần áo gì mặc ngắn ngủn mà kỳ quá. Không được đâu. Kiểu người ta vậy. Không, bây giờ á, chờ đợt khác đi. Hôm nay Dân Sơn, tôi sẽ hy sinh làm MC cho. Free. Tôi biết là lúc này băng giả nhiều lắm cho nên thông cảm trung tâm.
không tính tiền làm MC. Thậm chí cho tôi làm MC đi, một lát tiết mục của Quang Minh Hồng Đào không tính tiền luôn, chịu không? Tốt quá. Tốt, anh Minh quá tốt. Trời ơi, anh nói câu nói em chịu lắm. Anh tốt lắm anh Minh. Nhưng mà em thấy vậy nè, anh Sơn là giám đốc trung tâm, nhiều chuyện quá, làm cũng MC cũng không có được, thấy không? Thời gian làm anh Trung Thịnh Minh cũng nói đúng, anh Thịnh xấu quá. Anh đứng kế Jennifer Phạm, người ta tưởng The Beauty and the Beast. Nó kỳ lắm. Thôi giờ em ý kiến gì nè. Em thấy cái người mà làm MC bữa nay với Jennifer Phạm á, anh Phong, anh Phong, em em thấy là em khả năng nhất. Nhưng mà cái những cái gì đây nè, anh Minh hồi nãy đó, anh dù free đó thì tội cho anh Sơn, thấy không? Tại anh Sơn phải mang ơn anh, không sao, mà còn tội là tội cho chị Đào nữa. Trời ơi, chỉ phải nuôi hai đứa con, nhà ảnh có đem tiền về mất công, hai vợ chồng gây gỗ nhau mất hạnh phúc. Không, tội vì em thấy em được, em được, em làm MC chịu được nè. Anh cho free chứ gì? Bây giờ MC là 5.000, ca sĩ 10.000, em lấy 5.000 thối lại cho anh Sơn liền luôn. Cái gì? Cái gì? Nghĩ sao vậy? Hồi nãy giờ đứng đây là giận lắm nha. Khó giận mà. Nhiều lắm nha. Cái gì vậy? Có vợ phải không? Gì vậy? Có vợ luôn phải không? Có vợ luôn phải không? Thế không làm MC làm chi? Nó mất công á, phiền Hồng Đào, phiền Kiều Anh. Thôi, cha vụ gì nha. Nãy giờ tôi đang vui, đang hưng phấn, tự nhiên nhắc ác phụ, tự nhiên tôi xìu à. Xìu sao không xìu, có vợ hết mà giành giật. Đây nè, trai còn xin nè, trai mới lớn nè, đang ở không nè. Có nghĩa là chưa vợ. Thì làm MC được rồi. Trời ơi, chưa? Từng tuổi này mà chưa có vợ, một là bóng, còn hai là bệnh nè. Có bệnh gì không? Tôi làm MC cho không làm phiền ai hết, mà nhiều khi còn ghiền nữa. Làm được, được không? Bảo đảm được. Đúng không? Làm không? Trời, nhưng mà tôi nói nghe nè, nặng hết đi. MC xuất hiện. Trời, ai nữa? Ai hả? Tiếng mày hả? Lời đầu tiên cho phép Jennifer và Minh Nhí gửi lời chào trân trọng và thân thiết nhất đến tất cả quý vị khán giả của Văn Sơn. Vâng. Xin cảm ơn quý vị. Dạ. Nhớ nhớ mình không? Dạ không anh. Anh cố gắng suy nghĩ kỹ đi. Lục lại tiềm thức bữa ăn bún bò Huế, nhớ không? Cái ngồi gần bà ăn đó, nhớ không? Nhớ không? Không. Hả? Tránh ra đi, ta nói không nhớ mà cứ đu theo à. Ủa? Mệt ghê, nhoi như vậy, dòi ha. Ai mới xô tôi hả? Tôi đó. Ai hả? Đây nè, nhìn xuống dưới đây nè. Trời đất ơi, đứng nói chuyện đi quỳ chi vậy? Trời ơi, gì vậy cha nội? Con đứng từ nãy giờ á. Tôi là vậy đó, đứng cũng như quỳ vậy đó, được không? Tại ngắn quá, không thấy. Tôi là tôi nhớ anh nè. Nhớ vụ gì? Nhớ trả cái áo lại đây. Bậy. Cái áo vest của tôi đó, trời ơi. Mặc áo con nít mà cũng mặc được hay thiệt á. Trời ơi, đeo hột xoàn thì cả rừng vậy mà không dám mua đồ mặc hà. Trả nó dài lại luôn. Bậy giờ có con cha. Cha này toàn được mặc đồ kính ta không hà. Cái quần đó là quần của tôi luôn á. Mệt ghê, có tiền đeo hột xoàn mà không có tiền mua đồ em. Ủa nay có Bạch Tuyết bảy chú lùn hả ta? Thôi, mấy người không có đủ tầm cỡ đâu. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là cặp đôi hoàn hảo nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đôi trai tài gái sắc. Ôi trời ơi, sao? Trời ơi, trời ơi, tôi muốn làm MC, không cho tôi làm, tôi đánh lên như con không đẻ. Cái này là Bạch Tuyết bảy chú lùn. Mấy anh suy nghĩ sao vậy? Tướng tá mấy anh nào cũng cao to hết đè. Anh Minh Nhí là đánh tội nghiệp cái anh khóc rồi nè, thấy chưa? Thôi. Như thế này, thật sự ra là em lần đầu tiên đến với trung tâm Văn Sơn thì cũng rất là bỡ ngỡ. Cũng mong muốn có một anh chàng MC đẹp trai đứng cạnh em để dẫn dắt chương trình. Nhưng mà mỗi lần ra mà cứ 6 anh chàng kéo ra một lúc như thế này thì cũng không được, đúng không? Hay là bây giờ như thế này? Nhỏ vậy chứ có giỏ. Giống khỉ Hanuman á.
giống cho Phóc quá. Thôi nè, như thế này được không? Không biết mấy anh có đồng ý hay không. Chương trình của chúng ta còn rất dài, còn rất nhiều tiết mục, nên là em sẽ cho mỗi anh ra xuất hiện với em dẫn dắt chương trình một lần. Và anh nào đem lại những tiếng cười đầy thú vị đến với khán giả và đến với Jennifer thì sẽ làm chương trình với em cho phần chương trình còn lại. Đồng ý không? Rồi, hỏi chân thay vậy đi. Quý vị có đồng ý không à? Ok. Rồi như vậy nha. Rồi vậy giờ vô nghe. Không làm nhanh nghe. Này khu. Vô. Bên đừng cắn cua nha. Nó lớn không nổi, nó khùng nữa. Vâng, kính thưa quý vị, trong lúc chúng ta chờ đợi các chàng trai của chúng ta chuẩn bị cho cái phần thi của mình thì Jennifer sẽ giới thiệu đến quý vị ca khúc tiếp theo. Nhưng mà Jennifer muốn gửi đến quý vị một câu chuyện đằng sau ca khúc này. Ca khúc này nói về một câu chuyện tình giữa một nàng ca sĩ trẻ, xinh đẹp và một chàng nhạc sĩ rất là lớn tuổi rồi. Hai người có một tình yêu rất là lãng mạn, rất là nồng nàn, nhưng mà chỉ qua những tin nhắn, những cuộc gọi điện thoại hoặc là email thôi. Hai người yêu nhau rất là thấm thiết, nhưng đùng một cái, một ngày thì anh chàng này lại biến mất. Không hiểu tại sao, cô này cũng không hiểu tại sao mới hôm qua mới vui vẻ với nhau, mà hôm nay ảnh lại đổi số điện thoại, cắt hết mọi liên lạc. Thì cô này cũng rất là bối rối, rất là buồn. Mãi về sau thì cô này mới biết ra là anh chàng này ảnh yêu cô quá. Yêu cô tới nỗi mà cái tình yêu nó quá cao cả, ảnh hy sinh cuộc tình của ảnh để cho cô này có thể kiếm được một chàng trai hạnh phúc và có một cuộc sống vui vẻ như bao cô gái khác. Vâng, kính thưa quý vị, đây là câu chuyện đằng sau ca khúc Vì Sao, một sáng tác bởi chính người thể hiện. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nữ ca sĩ Tina Tình. Nhớ tình yêu qua vài tin nhắn. Những ngày đã qua rồi, còn lại nỗi đau. Chợt vang lên bài anh hát, cõi lòng run lên vì tan nát. Vì sao em nhớ anh? Vì sao em có thể yêu một người như anh? Vì sao em quá trẻ? Vì sao anh không thể yêu em? Đợi tin anh từng năm tháng, biết rằng tình ta là dĩ vãng. Nhưng em biết anh yêu em vô bờ bến. Ai đó giờ em đã thấy anh trong đời. Xin anh đừng xa. Vì sao em nhớ anh? Vì sao em có thể yêu một người như anh? Vì sao em quá trẻ? Vì sao anh không thể yêu em? Đợi tin anh từng năm tháng, biết rằng tình ta là dĩ vãng. Nhưng em biết anh
hồ bờ bên. Cả cuộc đời em đi tìm ai đó, giờ em đã thấy anh trong đời. Hãy ôm em thêm một lần cuối. Xin anh đừng xa rời em nhói đau con tim. Xin anh kề bên mãi không lìa xa. Xin anh đừng đi chỉ vì anh quá yêu em. Đôi khi nhìn nhau mà không nói nên lời, đôi khi cần nhau nhưng đáng cay quay mặt đi. Nói nên lời, đôi khi cần nhau nhưng đáng cay quay mặt đi. Chỉ vì anh quá yêu em. Dạ quý vị thân ái, kính chào quý vị khán thính giả. Wow, rung quá. Nhất là làm đóng kịch không sợ và làm MC mà đứng kế bên người đẹp nữa. Thú thiệt với quý vị, em nhát gái lắm. Gặp gái em sợ lắm. Chạy xa lấy trớ chạy lại. Yeah. Kính thưa quý vị, nói về Quang Minh và Jennifer thì thú thiệt với quý vị là hai anh em có một cái kỷ niệm, một kỷ niệm thiệt với quý vị. Jennifer nhớ không? Cách đây lâu lắm rồi. 2004, 2005 đúng không anh? Đúng, mới đây gần 10 năm rồi. Quang Minh nhớ là có một lần Quang Minh với lại Jennifer có tham dự một cái chương trình đại nhạc hội. Chương trình này là quy tụ hết tất cả các cô hoa hậu của Việt Nam mình trên toàn thế giới. Thì lúc đó là Quang Minh nhớ là Jennifer tiếng Việt dở lắm. Vô gặp anh em cứ cười không dám nói câu nào hết. Sợ nói ra nói bậy. Cái bữa đó Quang Minh mới đi ngang Jennifer cái, Jennifer nó hai anh. Trời ơi, thấy đã quá. Cái Quang Minh mới đi tới, bàn tới hai em. Cái Jennifer mới nói liền, nói hai anh, má con thích anh lắm. Cái mới nói hả? Cái Jennifer, không, má em thích coi kịch anh chị đóng lắm. Cái sau đó cái Jennifer mới nói tiếp, anh ơi, anh có cái vai nào cho em đóng với? Cái lúc đó Quang Minh nghĩ trong đầu, trời ơi, nói như vậy làm sao đóng kịch được. Đó là một kỷ niệm giữa hai anh em có thiệt. Nhưng mà thú thiệt với quý vị là không ngờ giỏi quá. Sau bao nhiêu năm gặp lại, bây giờ Jennifer tiếng Việt quá giỏi. Mà không những giỏi mà còn làm MC cho một chương trình đại nhạc hội lớn nữa. Mà vừa làm MC nè, rồi vừa đóng kịch nè, rồi vừa đóng phim. Chúc em thành công, Jennifer. Cảm ơn những lời khen của anh. Nhưng mà quý vị biết không, Jennifer nhớ là hồi đó tiếng Việt của Jennifer cũng đâu có tới nỗi tệ như vậy đâu. Nhưng mà thấy anh Quang Minh kể hăng say quá thôi, em không dám nói gì hết. Nhưng mà bây giờ ngoài việc MC ra thì lâu lâu em còn phổ thơ nữa đó. Trời, ghen vậy đó. Bây giờ em phổ thơ thử cho quý vị khán giả nghe thử coi. Bây giờ hả? À. Quý vị muốn nghe không? Thì em phổ thơ, anh đáp thơ cho em nha. Rồi, chơi luôn. Ngày xưa bé nói mến anh chê bé nhỏ, bé chưa biết gì. Bây giờ bé đã lớn khôn, anh khen bé đẹp, bé chê anh già. Cái này là anh nói chứ em đúng chưa không? Nói nha. Nhưng mà anh biết thế nào em cũng nói vậy. Dạ cái thứ quý vị, đó là câu thơ cho vui thôi. Nhưng mà thú thiệt với quý vị, nói đến cái chữ già, theo Quang Minh bây giờ, Quang Minh quan niệm là cái tuổi bây giờ nó không nằm ở con số nữa quý vị, mà cái tuổi bây giờ nằm ở cái đầu á. Mình nghĩ trẻ là nó trẻ, đúng không quý vị? Yeah, mình càng lớn tuổi mình phải yêu đời, phải ăn diện lên, như vậy mới yêu đời đó quý vị. Phải đồng ý với anh, quan trọng là ở tâm hồn và cái tư duy của mình. Và giọng hát mà Jennifer muốn gửi đến quý vị ngay sau đây cũng là giọng hát rất là quen thuộc suốt mấy chục năm rồi, nhưng mà giọng hát của anh vẫn luôn trẻ trung như ngày nào. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Hồi Tưởng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Bằng qua phần trình diễn của nam danh ca Giang Tử.
Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Ngắm trăng khi hoàng hôn, gối tay nhau tàn cảnh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát chân thành, nhớ không anh nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát trôi qua, tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa nhau càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng gói trọn niềm nhớ mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong đêm lá thu vàng, bao lần rời ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai hướng, tiếc thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa rơi mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi. Tiếc gì cũng qua rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa nhau càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng gói trọn niềm nhớ mong, biệt biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong đêm lá thu vàng, bao lần rời ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai hướng, tiếc thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa rơi mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi. Tiếc gì cũng qua rồi. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi. Tiếc gì cũng qua rồi.
kính thưa quý vị, chúng ta vẫn thường hay hỏi là tình yêu là gì? Hỡi tình là cái chi chi? Thực sự ra là tới bây giờ thì những nhà văn học trên toàn thế giới chưa ai có thể thực sự định nghĩa được trọn vẹn hai chữ tình yêu là gì. Tình yêu là một cái gì đó nó luôn làm cho chúng ta như là mù lòa. Tình yêu muôn màu, muôn sắc và luôn tạo cho chúng ta có những cảm xúc khác nhau. Chúng ta chỉ biết rằng là tình yêu là một cái gì rất là kỳ diệu và luôn lôi cuốn trái tim của chúng ta một cách mà chúng ta rất là khó để cưỡng lại được. Và với ca khúc tiếp theo, Màu sắc tình yêu, một trong những sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Lê Ngọc. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức qua giọng hát của nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh. Vì sao anh nói yêu mà nó biết yêu là chi? Vì sao anh nói si mê mà nó biết si mê là gì? Vì sao anh nói yêu mà trái tim sầu lo? Lệ rơi trên mắt anh, ngày tháng sao thật dài. Vì sao anh nói yêu mà vẫn bao nụ hôn? Tình yêu khi đắm say, mình nhớ nhau từng ngày. Vì sao anh nói yêu mà thấy anh buồn thêm? Một khi ta có nhau, đời sống không còn sầu. Nếu một ngày anh chợt thấy một điều tình đến kề bên, sao ngỡ như xa về. Nhớ thật nhiều từng lời nói ngọt ngào kia, màu sắc tình yêu anh nhớ không? Say mình nhớ nhau từng ngày. Vì sao anh nói yêu mà thấy anh buồn thiếu? Một khi ta có nhau, đời sống không còn sầu. Hỡi người tình, dù chỉ có một mình, đời sống buồn tẻ khi vắng xa em rồi. Đến giọt sầu, mọi lặng lẽ từng giờ qua, đời có gì vui khi vắng em? Nếu nói yêu em thật rồi, màu tình yêu ra sao mà anh biết? Hãy cứ cho em một lần, hãy ngừng để tim em mang yêu thương đến cho anh. Nếu đã yêu em thật rồi, tình cuồng si ra sao mà anh nói? Hãy cứ cho nhau một đời, hãy ngừng vì yêu em. The color of love, the color of love, the color of love, the color of love. Chợt thấy muôn phiền, tình đến kề bên, sao ngỡ như xa vời. Nhớ thật nhiều từng lời nói ngọt ngào kia, màu sắc tình yêu anh nhớ không? Nếu nói yêu em thật rồi, màu tình yêu ra sao mà anh biết? Hãy cứ cho em một lần, hãy ngừng để tim em mang yêu thương đến. Tình cuồng si ra sao mà anh nói? Hãy cứ cho nhau một đời, hãy ngừng vì yêu em, xin quên nỗi thương đau. Nếu nói yêu em thật rồi, nói yêu em thật rồi, yêu ra sao mà anh nói? Hãy cứ cho em một đời, hãy ngừng để tim em mang yêu thương đến cho anh. Cho nhau, cứ cho nhau, yêu em, xin quên nỗi thương đau.
quý vị, nắm tay anh Lê Huỳnh ra đây mà Jennifer run lắm. Không biết là tí nữa chị Kiều Anh có ra nắm tóc kéo tóc em hay không nữa. Anh lường trước cái vụ này rồi. Anh biết ngàn năm một thở mà lâu lâu mới được nắm tay người đẹp đi ra sân khấu. Hồi nãy bà Cảm kêu đưa viên thuốc cảm, anh đưa cho viên thuốc ngủ cực mạnh ngủ rồi. Thôi bây giờ mình giới thiệu chương trình em ha. Bây giờ anh có một cái cách nào đó đặc biệt mà giới thiệu đến quý vị khán thính giả tiết mục tiếp theo hay không? Vậy đi. Anh nghe đồn là em giỏi nhiều thứ tiếng trên thế giới lắm. Vậy thôi bây giờ anh đặc biệt anh giới thiệu tiếng ngoại quốc, em dịch lại tiếng Việt Nam cho bà con nghe. Tiếng thì em cũng biết đại khái thôi mà hên xui anh cứ nói thử đi, lỡ em dịch được thì sao. Hên xui đi. Bây giờ anh nói cái tiếng này dễ lắm. Tiếng Hoa. Tiếng Hoa. Được, tiếng Hoa em có vài người bạn tiếng Hoa nên cũng học hỏi được một chút xíu. Rồi. Anh giới thiệu nha. Cưa thình câu quỷ xây đào dách chàng tài phao bị trò sông dây hành son dành bùng chảo à. Em hỏi là anh giới thiệu bằng tiếng gì? Tiếng Hoa tiếng, đúng không? Tiếng Hoa mà em, này em trên nghe dùng cao. Mà em không có hiểu gì bồng chèn rồi gì, em chỉ nghe mọi quý vị thôi à. Có chữ quý vị phải không? Có chữ quý vị. Đúng rồi. Cái tiếng này là dùng cao, nó không có với đồng bằng. Cho nên em học với đồng bằng nó không vô. Để anh dịch luôn cho nghe. Cao quá em chưa học tới thì thôi anh dịch luôn đi. Đúng rồi. Cưa thình là kính thưa, cao quỷ là quý vị, xây đao là sao đây, dách là một, chàng là chàng, tài pháo là pháo tài, bỉ cho là cho, xong giái hành. Khoan, cái gì mà giái hành, không, giái. Tiếng Tàu, anh có phải độn dấu sắc với quyền vô nó giống mới giống tiếng Tàu. Xong là một cặp, giái hành là danh hài. Son dành sơn dân là dân sơn, bùng chảo là bảo trung đó. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh Lê Huỳnh à. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay nữa cho danh hài Văn Sơn và Bảo Trung. Văn Sơn quan kính chào tất cả quý ông bà cô bác, quý đại các phu nhân, quý thanh tân công tử, quý thứ nữ chưa chồng, quý anh chồng thương vợ, quý cậu mợ, hai đàn, quý họ hàng, hai họ, quý em nhỏ dễ thương và quý công nương khó tánh. Chào vỗ tay nghe đã liền. Giả gì mặt anh bây giờ. Gì bà nội? Đàn ông vô duyên à. Ra ngoài đường bà con cô bác ta vỗ tay ta chào đón ta cười tươi vậy, tự nhiên cái mặt nhăn nhăn khỉ ngớ kìa. Nhăn đâu hỏi bà con, tôi bước ra tôi cười với bà con nãy giờ chứ bộ. Anh cười rồi. Cười đó. Trời ơi không phải khen anh nghe. Sao? Cái anh cười mặt anh xấu như quỷ. Mặt xấu quá. Không dám đâu. Ở nhà má tôi khen tôi lắm đó. Má anh khen anh. Má tôi nựng tôi hoài à. Má anh còn nựng anh nữa. Má nó con ơi sao con cười có duyên với Ngọc Quyền quá. Anh nghe lộn rồi, anh nghe lộn rồi. Má nói con ơi con, cái mặt con cười giống như Ngọc Dương quá. Trời, mặt dê như Ngọc Quyền. Ngọc Quyền mặt ta đẹp với mặt này trắng thù lùi dê. Mỗi nhỏ quắc Ngọc Quyền gì. Da đen như lòng tủ trắng. Tại ba má tôi nghèo giăng nắng nên tôi đen. Lẻo mép, thôi được nè, bây giờ nó hay phải không, lẻo mép phải không, bây giờ ra gặp bà cô bác nè, chào chúc cái coi. Hồi Tết giờ mình chưa gặp bà con. Bây giờ gặp bà con chào mà còn chúc bà con nữa. Chào mà chúc nữa. Năm nay chúc khác à. Chúc khác là chúc sao? Chúc mình phải chúc là có dần, có điệu đàng hoàng. Thí dụ như sao? Tôi đi nước nào tôi chúc dần đó. Thí dụ như anh đi nước Pháp. Thì chúc dần áp. Anh đi nước Anh. Chúc dần Anh. Anh đi nước Đức. Chúc dần Ức. Dần nó khó chúc lắm mà nha. Dần đó chút phải đi phải né dữ lắm mà chúng thôi lạng quạng lạp. Chuyện nó quậy hoài lắm à. Thiệt. Chút dần đó là lẹo lưỡi cái chết à. Thí dụ như nước Mỹ sao? Chút dần ỉ. Trời, cái dần ỉ này còn dữ dội hơn nữa. Dần ỉ chút lạng quạng bị bệnh sida đó. Bây giờ muốn vui nữa đó. Vui sao? Tôi chúc một câu, anh chúc một câu. Chúc câu, chúc câu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người nào thua đưa 100 đô. Chúc dần ỉ. Mà anh chúc câu tôi chúc câu. Nào thua đưa 100 đô. Sao thằng cha này máu me cờ bạc vậy? Tại kế bên mà. Được, chơi với anh nè, chơi với anh cho vui nè. Tao thua 100 phải không? Tôi chúc trước. Chúc trước phải không? Hôm nay rất hân hạnh gặp bà con trên nước Mỹ. Thấy ông có dòm gì?
Nước Mỹ mà, dân Ý. Chắc là chúc đảng hậu vậy trời. Không thì người chúc câu mà đảng hậu gì. Ngắn ngủn vậy hả? Hôm nay gặp bà con trên nước Mỹ, anh em chúng tôi xin được chúc cho quý vị đôi lời hoa Mỹ, cho toàn thể người Việt Nam đang sống trên nước Mỹ. Công việc làm ăn thì hoan hỷ, tiền bạc mình vô tỷ tỷ. Hơn hẳn những sắc tộc khác đang sống trên nước Mỹ. Tôi giả cho mỏ bây giờ. Cái gì vậy trời? Chơi ăn gian rồi. Gian gì? Hồi nãy giờ có cái nước Mỹ nó chơi hoài à. Thì ở Mỹ ra nước Mỹ cái gì nữa? Chơi chơi ăn gian hả? Hồi nãy giờ nó không hoa Mỹ nè không, rồi tiền bạc vô tỷ tỷ nè ha, cuộc sống hoan hỷ nè, đủ thứ cái chuyện chứ có nước Mỹ chơi hoài hả? Là nước Mỹ nó thua đó. Khó vậy. Nghe chú quý ông nè. Chúc cho quý ông có sức khỏe bền bỉ, lúc nào cũng khỏe mạnh giống như mấy con khỉ. What? Tự nhiên chúc bà con giống mấy ông giống khỉ, tao buồn sao? Không hiểu, không hiểu. Anh thấy không? Anh thấy mấy con khỉ già không? Ê, khỉ già chỉ tôi cho. Sao không chỉ mấy con bạn nhạc hả? Mấy bạn nhạc là khỉ trẻ, này là khỉ già. Ý tôi nói là mấy con khỉ già, dù già cỡ nào già, nó vẫn còn leo cây này, nó truyền qua cây kia, thấy không? Thế ý nói dặn mấy ông đây nè, dù có tuổi nào đi chăng nữa cũng nắm bà này một cái, níu bà kêu một cái cho đi vui. Dẻo dai đúng không? Dẻo dai. Nó dẻo dai đi. Ờ tên chúc mấy bà đi. Chúc cho các bà lúc nào cũng đẹp, trắng trẻo hơn mấy bà da đen nước Mỹ. Đưa tao đi, đưa tao đi. Đừng chờ. Đưa tao đi. Người ta dẫn chơi. Đưa tao đi. Tao thử anh thôi. Trời đất ơi, chưa giữ cái đồ tiền. Thử thôi. Nước Mỹ là trung tâm à? Biết rồi, không nói nước Mỹ nữa. Chúc cho các bà trắng trẻo, đẹp mà không cần đi thẩm mỹ. Cha này cho lẻo mép quá nè. Tôi chúc cái này là nín luôn khỏi chúc nè. Gì? Hồi nãy giờ hai anh em tôi chúc mệt rồi, bây giờ nghỉ. Hết chúc, nghỉ rồi, hết chúc rồi. Ê khoan khoan. Đưa tâm đây, đưa tâm đây. Chưa nghỉ. Chưa nghỉ. Chúng ta phải hát lên một cái gì cho vui vui gì. Anh là nghệ sĩ. Trời, sau đây là bài hát được mang tựa đề là Chuyện tình người con gái mang tên Thủy. Rồi, đưa tâm đây. Người ta viết cái bài hát Chuyện tình người con gái tên Thi mà ông ca tên Thủy. Người ta thi ơi thi ơi thi thi biết biết không thi. Không lẽ ca Thủy à Thủy à Thủy Thủy. Chăm đây, chăm, chăm đây. Giờ tôi hát Thủy ơi Thủy ơi Thủy Thủy. Thôi, Thủy là vợ ông, đưa đây chăm đây. Tự nhiên đưa cho luôn cho anh chăm ta. Cái này mình để vô máy vỗ cái bóp bây giờ chắc bót rồi về luôn. Nhưng mà đâu à? Gì? Đâu à? Qua bển. Mỹ. Mở cửa tới bóp tới rồi. Lại đây. Đứng đây tôi gỡ. Gỡ anh tự nhiên ăn tâm rồi đi luôn. Anh có khi nào ăn tôi đâu mà gỡ. Không công nhận ăn nói anh lẻo mép anh hơn tôi thiệt. Ừ. Nhưng mà giờ chơi qua khác đi. Chơi gì? Đố ca hát nè. Hát? Hát. Ai hát? Tôi hát. Bệnh bỏ báo qua để hát. Tại vì là chưa biết rồi. Báo anh nghe tin hết hồn luôn. Gì? Sơn ngày nay không còn là một con người bình thường nữa. Chết cha mày điên rồi. Chắc còn giả vô mỏ mày quá. Không bình thường. Sao mày nói chuyện tâm hơi không vậy? Nó không bình thường. Ý nó không bình thường nữa là bây giờ là không có bỏ báo nữa mà trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi. Ca sĩ? Ừ. Phải không? Biết Michael Jackson không? Biết. Chết rồi. Tôi thế. Hả? Tôi nói thiệt nghe, tôi hát là cho dân nước ngoài nghe không á. Không hát tiếng Việt Nam. Chết cha, lâu quá không hát tiếng Việt Nam làm như quên tiếng Việt ra. Nè, muốn nghe không? Nghe cho biết. Muốn thử tài không? Thử. Thử phải không? Hả? Ban nhạc, Michael Jackson đi. Tôi hát Michael Jackson đây nghe. Chết cha, bạn tôi hát tiếng Mỹ thiệt trời. Trời ơi, giống Michael quá, trời ơi. Sao nó đau lớn dữ vậy trời. Mày thù đau đớn quá. Má tôi hừng tâm đi cài bừa, tía tôi hừng tâm đi cài bừa. Má tôi là một người nông dân, tía tôi là một người nông dân. Hên quá
cũng phải là nông dân. Không có vỗ tay. Nó đâu phải mái cồ, nó là con gà cồ á. Gà cái gì là mái cồ á? Mái cồ hát cái gì Nam má mà đâu có cài bừa hả? Thì tôi hát tiếng nước ngoài là cho người nước ngoài nghe thôi. Ở đây là người Việt Nam mà, tôi hát tiếng Việt Nam cho người Nga nghe chứ. Thấy người ta cười không? Cười là ta khoái á. Ta cười là ta cứ dễ đó. Không biết hát dạy cho. Anh biết hát không? Thầy dạy âm nhạc nè. Phải không? Sao? Biết Nam dân ca Trường Vũ không? Biết. Đệ tử thứ 18 của tôi. Phải không? Chưa đâu. Biết chế Linh Giang Tử được? Biết. Đệ tử tôi luôn. Phải không? Chưa đâu. Biết ban nhạc này không? Biết. Sư phụ tôi. Ủa sao không nói nó đệ tử anh nữa đi? Nó đông đông mà nó bự con không à? Sợ gì? Sợ nó quýnh. Cái gì là không biết hát rồi. Nói chơi thôi. Đây nè, chuyên môn hát nhạc nước ngoài. Nhạc đặc ngoài. Biệt là nhạc rap nước ngoài. Nhạc rap luôn. Chứ sao? Rap Mỹ hả? Không. Tiếng Pháp. Chữ nhỏ. Không lẽ rap tiếng Đức? Không. Tiếng Nhật. Bình thường. Chỉ tiếng gì? Campuchia. Ê, Campuchia làm gì có nhạc rap ông nội? Trời đất, ta không biết rồi. Campuchia nhạc rap hay hơn rap Mỹ nữa. Có không? Đặc biệt tôi hát bằng tiếng Campuchia. Chắc phải sợ sợ má em mà đông đi cài bừa đó. Campuchia phải không? Nghe thử nè. À. Sau đây mời quý vị nghe một bài hát Campuchia được mang tên Uốn Uốn Salen Bón Té. Yeah. Tiếng miền, tiếng miền. Sắp sắp bài bọn ơi. Si bài, ra dì mịt. Chà xe máy anh cho ạch mọt tôi xin á tết khá nhâm cẳng tay tuột xa rộng á. Rùi rùi khá nhâm tàu ná xa lên bọn tế á. Rùn rùn tay một tụt tay mơ rùi răng hết răng sao nháy. Dơ dơ hết răng sao nháy Uân ơi bình dơ đất bánh sáng em. Bỏ tôi dài nó chơi vô bỏ. Cho cái tật mày xạo. Xạo gì? Tiếng Campuchia hả? Campuchia đó. Tiếng Campuchia nghe tiếng Việt Nam rõ ràng. Campuchia hả? Việt Nam đâu? Rõ ràng rồi nói bon 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 tuột sao đâu mà coi coi chơi. Tôi chết cha, tôi có hát vậy không? Có không hỏi bằng nhạc thôi. Mấy thằng nhiều chuyện mày. Vậy là tôi hát chưa tới Campuchia. Gì hát tới đâu? Mới tới Tây Ninh nè. Chắc này xảo rồi. Bởi vậy thua. Thi với tôi là thua chắc luôn. Thử trí thông minh phải không? À bây giờ nè. Vậy sao? Tôi với anh nè hát một liên khúc. Liên khúc? Liên khúc con vật. Có nghĩa là tôi muốn hát con gì tôi hát. Bảy hát con gì hát là chuyện tầm thường à. Bây giờ tôi chỉ với anh con gì mà anh hát con đó được mới hay. Anh thử coi. Thử nghe sao coi. Thí dụ nè. Thí dụ như anh chỉ tôi hát con bướm đi. Con bướm. Con bướm tôi hát bướm cho anh nghe bướm nè. Kìa con bướm bà, kìa con bướm bà, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Con bướm nhỏ bay ba vòng, con bướm lớn bay năm vòng. Bay tùm lum, bay tè le. Giống bướm này giống đại bàng cái gì. Thì miễn có con bướm trong đó thôi à. Giờ thí dụ tôi chỉ là anh nè. Chỉ con gì? Biết anh khoái con này nè. Con gì? Con chim. Phải không? Chim là được ca được à? Hả? Chim ơi chim, chim bay hót yêu lo, hót yêu lo. Anh yêu chim, anh mến chim, vì mỗi lần chim hót anh yêu. Nhìn mặt cha này biết chắc chả khoái chim nè. Mà chả đâu biết là mấy con chim cũng khoái con chả lắm. Sao vậy? Bây cái mỏ nhọn á, mấy chim khoái lắm. Ê, không có nuôi tôi ngày nào chơi tới mỏ nhọn ngoài nha. Cái nhọn duyên. Nhọn duyên, bây giờ chơi phải không? Chơi thiệt phải không? Bây giờ nha, lựa tác giả người ta có bài nào chỉ hát. Rồi. Rồi. Coi thử trí thông minh thôi. Rồi. Tiền bạc là chữ nhỏ. Rồi. Bây giờ tôi chỉ anh. Anh chỉ trước phải không? Rồi. Chấp anh luôn. Kiếm con gì mà tác giả người ta viết đó. Viết. Con cọp. Hát đi con, mày hát con cọp cho tao. Mày không có bài hát con cọp mà đưa 100 đây con ơi. Ê mày theo đơn mày, tác giả có bài nào viết con cọp không? Không có đưa 100 đây. Giỡn hoài sao đưa 100 được? Đố chí thông minh mà. Đừng chơi hoài. Mày đợn cái gì thằng nghĩa sữa? Có con cọp đâu mày đợn.
Lại đây. Ê, từ từ chăm được. Cọp phải không? Cọp. Cọp con cọp nè. Có không? Có. Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiếng người tay lên về ngàn. Con cọp. Hai câu tôi đâu nghe chữ cọp đâu rồi. Đưa người trai đi về ngàn có nghĩa là lên rừng phải gặp cọp. Không có. Tôi đã yêu cầu anh hát bài hát nào có chữ cọp cho tôi. Có chữ cọp bài anh không nghe. Con cọp đâu? Có. Trời đêm dần tàn, dần là con cọp. Không thông minh thua nó 100 nữa rồi. Ai chơi mất dạy như nó vậy. Người ta chơi là chơi chỉ bài nào mà tác giả người ta viết ra kìa. Đó rồi mới viết ra rồi cái tôi chỉ anh cho anh hát cho khán giả đây ta vui. Chứ ai mà chơi chơi lấy 100. Đúng rồi. Nè coi tôi chỉ nè, dễ dàng lắm. Dễ lắm. Bài này tác giả nào ta cũng viết hết trơn á mà không biết anh biết hát không thôi. Đã, dạ. Là gì con gì? Con voi. Con hát chết cha mày luôn. Hát voi đi con. Đừng có giỡn, hát đi. Ê ê ê, tôi hát giọng cổ được không? Giọng cổ bài gì con voi? Hai bài tưng cỡ voi á. Tân nhạc à, chẳng tập đây. Chưa suy nghĩ, để tôi suy nghĩ chứ. Ê con voi, con voi, con voi. Có không, có không? Nghe kỹ nha. À. Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Chưa có con voi. Bọn mày điếc hả? Vô đâu? Nghe cho kỹ từ lời một nè. Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Tượng là con voi đó. Phải tượng là con voi không bà con? Trời ơi, là tôi thua vậy đó. Anh này thông minh vậy trời. Tôi tôi tôi. Con này dễ vậy hơn nè. Dễ dễ. Dễ nha. Ừ. Con chó. Con chó. Ừ. Con chó dễ lắm nghe nè. Về tới đầu làng, con chó nó gặp nó dậy tôi rộn ràng. Trong đây. Cái bài này Thanh Sơn viết con chim mà ông ca con chó đưa trong đây. Tôi biết con chim nha. Con chim khác, con chó khác, con chim nó kêu chít chít phải không? Con chó nó kêu ô 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 nhậu với con hùng rồi. Mừng quá, có con chó. Mà tôi luôn 100 nữa rồi. Có con chó. Nè con này anh mới chết nè. Con gì? Con gà. Con gà dễ. Sao dễ? Anh có hát tiếng Mỹ phải không? Ừ. Tôi hát tiếng Tàu cho anh nghe. Nghe kỹ con gà nha. À. Duyên hò miên thoai. À. Chẳng chất thì châu có tích dịch chi. Dẫu lý dẫu ô dẫu xịn dẫu nhậu dẫu xỉn nhậu quậy. Ê, không lẽ mày nhậu bắt gà mày nhậu? Có gà mà. Có gà đâu, đâu nghe gà đâu. Dậu lý dậu, ngố dậu. Dậu là con gà. Cả anh Nhật là con cọp, tôi dậu là con gà. Đúng không? Tôi dậu là con gà. Hay. Thay chứ. Con cá. Con gì? Con cá. Con cá từ nhỏ biết hát rồi nghe nè. Chiều nay em đi bắt cá, cái về cho má nấu canh chùa. Làm sao cho kha kha, cái về cho má nấu canh chùa. Ô kìa con cua, đừng là lân ơi chùa xuống hàng hai con. Ô kìa con cua, đừng là lân ơi chùa xuống hàng hai con. Chữ một con cho kha hai con. Đó, bây giờ nè, chỉ một con khác hai con. Trời ơi, một con cho kha không được, hai con gì? Không được, hai con trả 100 đây. Nè, bây giờ chỉ con này nghe. Con này một con kiếm còn khó, đừng nói hai con. Cái gì? Con đĩa. Mày hát đi. Hát đi mày. Ê đừng móc đĩa ra hát nha. Móc đĩa ra. Ê có. Đĩa đâu? Tôi nhớ thương Lan, tôi nhớ tới đĩa rồi. Có không? Nghe nè. Từ ngày xa đất Tiền Giang, em theo anh về chốn ruộng vườn. Mũi kêu mà như sao thôi, đĩa lên tựa bánh canh. Hai con mũi con đĩa. Tặng luôn tôi bánh canh luôn. Thua chưa? Sao thua được, vẫn chơi hoài. Con này mới thua nè. Con này không ai viết nhạc, con để dành ăn thôi. Con gì? Con trù. Con trù. Trù. Trù để tôi nướng, tôi không có ai viết. Trù. Không bao giờ. Ê, có. Gì? Con trù, con trù. Ê, cha. Con trù rồi. Ai viết bài hát con trù hả? Gì vậy? Tụi nó nhảy không nha? Từ.
say you will be mine, I will keep missing you tonight. Con trùng. Tại nó hào hồng tiếng Mỹ không biết á. Cái bài này á, ý nghĩa nó là chiều chiều ở trong rừng á, có con nai đi chơi chung với con trù. Hai con đi với nhau. Anh đừng có ăn giá nha. Đừng thấy tôi không biết tiếng Mỹ ăn giá nha. Có con nai con trù đàng hoàng mà. Trù nai trù đâu? Nghe nè. I will keep missing you tonight. Con nai con trù. I will keep missing you tonight. Con trù con nai. Hai con. Trù nai đàng hoàng. Không tiếng Mỹ đâu hay quá người ta. Giỡn chơi hoài. Bây giờ con này mới chết nè. Con nay là mới chết nè. Ở Việt Nam thì còn có nha, qua Mỹ là không ai có hết. Đó nhất là thằng cha mà cái đầu mà bóng bóng như kia đó, thằng cha Trí đó đó. Không có luôn. Con Chí. Hát đi. Làm sao Chí sống được đồng giả. Mốt không ngồi nữa nha. Ngồi tôi thấy cái đầu bóng bóng nó Chí đó. Có, coi Chí. Nghe con Chí nè. Đâu? Em đi đâu về mà tóc tây nè. Chết chàng có tóc rồi hả? Em ngồi em chạy. Có không? Rớt dài con Chí. Rồi cười một mình. La 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 la. Ai con Chí còn la. Giả cho ngõ bây giờ là chặt chế hả? Chí, làm gì có con Chí. Đang tâm đây. Đang tâm đây. Đang tâm. Thiếu gì? Thua quá rồi, thiếu. Làm gì? Trang Tâm đây. Mai. Làm gì? Tại sao mai? Nếu chứ chắc bó cả trả lại. Trang Tâm đây. Trời ơi, Trang Tâm đây. Trang Tâm đây. Duy Sơn Bảo Trung kính chúc tất cả quý vị được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào, chào tạm biệt. Anh chuyên môn kể chuyện kinh dị. Chuyện kinh dị? Ma đó, sợ không? Chuyện kinh dị em thích, em sợ nhưng mà em rất là thích nghe. Sợ ma không? Sợ chứ. Kể đừng có sợ nha. Anh kể cái chuyện này ghê lắm đó. Ghê lắm hả? Ừ. Ghê thì em đứng gần lại anh chút xíu được không? Được tự nhiên, nếu mà em sợ quá em ôm anh cũng được đó.